Các bạn thân mến, tối hôm nay nhà mình sẽ ổ cống nha các bạn. Ổ cống bắp tôm, bắp cá, cua, đủ loại hết á. Tối nào mà sổ cống bắp tôm, bắp cá thì vui lắm. Tối hôm nay hiện giờ thì nước ở ngoài sông đang nước ròng, cho nên là ở nhà mình sẽ mở cái cống này ra để cho nước nó ra, nó ra sông. Lúc bây giờ tôm cá nó cũng theo nước nó ra sông, nên là mình đặt cái miệng đáy để mình bắt lại. Mùa này thì tôm cua nó cũng đều có giá, cho nên là tranh thủ nước ròng này để mà bắt tôm bắt cá vui lắm. Cho nên mời các bạn cùng tham gia vào cái đêm bắt tôm bắt cá của gia đình mình nha. Nhanh quá, ăn con cá nóc ăn không được. Cá nó rất độc. Cá nó ăn cũng được, nhưng mà phải biết cách làm để ăn được. Làm lơ mơ ăn chết người chứ không giỡn đâu. Lát nữa đi về làm con cá nóc ra. Thôi, không đáng chuyện đây mà ăn. Cơm này nước sao chị nhiều? Hơi nhỏ hả chú? Nước sau con cá đó bự quá. Ăn ngon lắm. Con này là con gì vậy? Con cá nóc, nhưng mà là biết mần á, ăn ngon lắm. Không biết mần á thì ăn cá nóc bít đúng không? Anh biết rồi. Cá nóc bít thì ăn được, nhưng mà phải biết cách làm. Anh nhớ mình đi đi phân thiết cái gì đó bán mấy con. Không phải, đó không phải cá nóc bít. Đó không phải cá nóc bít. Cá nóc mà nhím rồi đó. Nhiều loại cá nóc lắm, có rất nhiều giống cá nóc. Cái cần răng nó cắn của anh em chỗ nào là nó đứt miếng thịt chỗ đó. Vô nó phì ra nè. Vô phì nó bự lắm. Vô nó. Vô nó phì ra như con bóng vậy. Bóp đại. Bóp đại vô vậy nè. Với cái bụng đó, lặn bụng lên. Có con cá lóc hả? Cá ấy. Cá này vậy, cá căng á. Cái gì? Cá lóc nhớ. Con cá. Con cá hả? Đã ha. Đây nè, con cá anh câu nè. Cái bóng cá. Con cá còn bự ha. Cá bóng cá. Ngon. Mấy cái rổ anh. Nhưng mình hết chạy. Thì biết cái nào. Có rẻ. Ô. Mày biết tự sát hả mày? Có đâu có nhiều không? Ít thêm. Để
Đường cua đá ra nè. Bay ra ngoài luôn, trong đó nó bay ra tới ngoài. Xấu hả? Dạ. Trời ơi, mày ác vậy. Kéo cái gì nó kẹp, nó còn cái càng kia càng. Đó, hả? Đó, mà ác như không ác. Ác vậy. Nó kẹp vô ta chế rồi, chứ nó ác vậy. Đừng có nói, tao mà nói rồi. Mày nó kẹp đấy. Chú còn ác hơn nữa. Cô kẹp cho tao, kẹp cho mã. Chú còn ác hơn con cua nè. Trời ơi, vậy mới người ta mới coi nhiều quá. Kèo, kèo ngon quá. Kèo quá ngon. Kèo cái mai là quốc lục giáo á. Sáng mà sáng mai quốc lục giáo tới. Trưa mai chú ơi. Ừ, buổi sáng, đó là sáng. Sáng mai ấy chú ơi. Hình đông rồi. Đông đi cắt rớ, có kèo vô ăn nấu cháo. Ăn nấu cháo này để bán. À, cho cháo chị. Dạ, đẹp. Dẹ đó. Dẹ đó, nấu lẩu ăn nữa. Thì câu cua ngày hôm qua chỉ được 800. Dạ không, ngày được 800. Hai ngày hả liền? Ngày một.
Một ngày ạ? Wow. Sổ nữa đâu, ấy là cỡ 600 mà, chứ không dám đâu. Sổ ra 200 á. Vậy là cái gì? Sổ đó, cô sổ. Thôi thì có 800 nữa nè. Mày là, mày đang có rồi không? Mày là gì? Cũng dung rồi giống rồi chứ. Vậy hả? Ừ. Dạ. Không, bữa nay đâu có cá nữa, tầm con giác rồi. Có ai giác rồi, có ý rồi. Giác rồi. Nó không dự trữ cá. Không dự trữ cá. Lát, chối cua rồi lát lấy cái thao đổ rồi rửa rồi cho nó sạch. Đổ ở đây nè. Đổ ở đó hả? Đổ qua lấy nước mới này, đổ qua đây. Của Hà đây cho nó rửa sạch nè. Thấy rồi nó bỏ vô thùng rồi. Bữa hôm qua ít. Bữa nay nhiều phải rửa sạch. Rửa 2 ba nước, 2 nước. Mấy thảm xấu xấu đậy cho nó tốt để ta lót cái. Ủa cua còn chối nữa mày à? Cua nó thả ở ngoài nó còn mấy con đen đen chậm không được hả? Không, nhỏ. Nó đen được sao? Nhỏ mà. Con đen được hả? Nhỏ xíu à. Hả? Con nó không được, con nó 100 gram. Không được mày, con cỡ này mình chối hết rồi. Chém anh, này chối không? 100 gram được 25 ngàn. Được. Được 25 ngàn đúng không? Đâu, 25. Được nhiêu? 100 gram ở đâu 25. Cua này mấy à? Ba mấy ngàn. 200 gram được ba mấy ngàn chứ bộ. 200, nó kêu có 100 gram, 100 gram rồi. Không dám đâu. Cái này, cậu bà cháu đi xem. 100 gram được con. Cua này 200 gram mại. Cậu cháu là cho nước 200 gram. Cua 100 gram con, cua lớn 100 gram. Nếu mà 200 là bán chứ. Cũng có bóng còn sống mà, thở mà. Nè, tiếp. Cho con cát. À, ấy nước anh hả? Ừ. Ngâm nước hả? Cho nước. Ua, đầy vuông luôn. Rồi thì nặng quá xài bên. Nó một gác, gần gác kim luôn. Quá. Mười chín chưa trừ bì. Nhiều đấy. Mười chín ký rưỡi mà chưa trừ bì. Chín ký rưỡi đi còn 18 ký. 18 ký à? Để coi ngày mai được có hai không vậy ở cái này. Để thử ngày mai có hai không.